Hello anh em, chị Google lại gặp anh em vào lúc 7 giờ tối hàng ngày. Hôm nay chị đem tới cho anh em một chiếc Exciter 150, độ đề mi đổi màu qua app điện thoại. Bộ này bên HT Line làm nhiều cho khách rồi, hôm nay chị mới có dịp review cho anh em. Bạn cam đang tháo hai cánh quần ra, sau đó tháo mặt nạ trước và đề mi jean ra ngoài. Thay thế bằng một bộ đèn đem mi độ sẵn. Bộ này gọi là đề mi Audi i8 với Exciter 150. Anh em xem bạn cam gắn nè, gắn như jean không cắt khét gì nha anh em. Vì bộ đèn này có tích hợp xi nhan luôn, nên bạn cam sẽ bấm cos gắn vào cos xi nhan jean của xe. Gắn dây xong hết thì gắn dàn áo lại, cả quá trình tầm 30 phút, nhanh gọn lẹ cho anh em. Anh em nào có nhu cầu độ đề mi, độ bi cầu, độ xe, dọn xe, liên hệ HT Line nhé. Địa chỉ 150 Hoàng Hoa Thám Buôn Ma Thuột Đắk Lắk, liên hệ 0943093093 gặp anh Hoàng Chí. Bây giờ chị mời anh em chiêm ngưỡng bộ đèn đề mi độ cho Exciter 150 này nhé. Cảm ơn anh em.